Quý vị và các bạn đang theo dõi video tại tử vi blog.com. Nếu là con giáp này, bạn sẽ tiền đề chết người trong 3 năm tới. Quý vị và các bạn thân mến, bằng sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của bản thân, cộng thêm chút may mắn của số phận, 4 con giáp được kể tên dưới đây sẽ lọt top giàu sang bậc nhất trong 3 năm tới. Người đầu tiên phải kể đến đó là tuổi Dậu. Những người tuổi Dậu rất giỏi vượt qua thử thách trong cuộc sống. Cách cư xử khéo léo, họ hiểu rõ khả năng của mình. Nói chuyện tuy nhanh nhưng đều là khẩu xà tâm Phật. Bụng dạ không xấu, làm việc nên cẩn trọng hơn, của cải không ít. Lợi nhuận thu được nhiều hơn là những gì họ đã bỏ ra. 3 đến 5 năm tới là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của những người tuổi Dậu. Nữ tuổi Dậu rất mạnh mẽ, nếu có thể nắm được ngày tam hợp trong số mệnh thì nhất định tương lai sẽ tươi sáng. 2 năm sau những người tuổi Dậu sẽ có chuyện vui trong gia đình. Không phải chuyện cưới hỏi thì là chuyện con cái, hạnh phúc trong cuộc sống cũng chỉ cần có như vậy mà thôi. Thứ hai, con giáp tuổi Tỵ. Trong vòng 3 năm tới, những ai cầm tinh con rắn có thể yên tâm mà vui sống, vô sầu vô ưu, chút được gánh nặng về tiền bạc hay chức tước đè nén lên đôi vai bấy lâu. Thần tài sẽ gõ cửa nhà bạn bất cứ lúc nào. Hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận những niềm vui tột cùng trong cuộc sống. Mọi ước muốn của bạn đều có cơ hội trở thành hiện thực khi thiên thời địa lợi và bản thân nỗ lực không ngừng. Nếu nói người tuổi Tỵ không thăng quan tiến chức cũng phát tài phát lộc trong vòng 3 năm tới cũng không hề quá phô trương. Thứ ba, con giáp tuổi Mùi. Người tuổi Mùi rất biết cách kiếm tiền trong lĩnh vực tài chính. Họ có năng lực đặc biệt vô cùng nhạy bén, thông minh. Họ có thể tìm thấy cơ hội tốt lành cho mình ngay cả trong tình huống cấp bách đầy khó khăn. Người khác có thể không nhìn thấy cơ hội ngàn vàng đó, nhưng với người tuổi Mùi thì không thể. Không gì là không thể. Số mệnh giàu sang của người tuổi Mùi có tới 6 phần. Tuy nhiên, không vì thế mà họ dễ dàng kiếm được món tiền khổng lồ đâu. Bởi phần lớn số tiền họ kiếm được đều dựa trên khả năng thực có của mình. Họ cũng phải trải qua bao gian nan vất vả mới có được thành công đỉnh cao đó. 3 năm trước mắt là khoảng thời gian người tuổi Mùi phát triển vô cùng mạnh mẽ, tiền bạc đổ về như nước. Con giáp thứ tư, người tuổi Hợi. Những người tuổi Hợi là những người giàu sang phú quý. Hơn ai hết, họ biết nắm bắt số phận của mình trong tay. Có một điều đáng ngạc nhiên là 80% sự giàu có của người tuổi Hợi không phải do số phận mà do những nỗ lực của họ đạt được. Những người tuổi Hợi sinh ra là để chinh phục thử thách và họ bị cuốn hút bởi những khát vọng lớn mà họ đặt ra. Đối với họ, giàu có chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trên đây là top 4 con giáp giàu sang bậc nhất trong vòng 3 năm tới mà tử vi blog.com muốn chia sẻ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.